Chào anh chị em, bây giờ là 10 giờ kém 20. Em gần hết giờ ha. Em xin review những cái còn lại của đêm ngày mùng 10 luôn này. Anh chị em mình xem sau thì có những mã này còn lại thì mình chịu khó vào xem live hiệp 1 của đêm mùng 10 giùm em ha. Coi cái quần đổi mới bao nhiêu, phần trăm bụng bao nhiêu anh em. Con này mã 39, 300 nghìn. 40 350 26 300 29 300 và 20 500. Con này là kháng lửa chống cháy Navy Seal nha em. Rồi con bên này 165, đây là 38 250 Multicam chống cháy 36 300 21 300. Đây là lô quần còn lại nha nhé. Con áo 165 này số 8 1,5 triệu, 13 1 triệu, số 4 1,3 triệu, số 7 2,5 triệu, 11 900, 10 900, 9 900, số 1 3,9 triệu. Vậy là đêm hôm nay là hết anh em, còn chừng đó nữa anh em ưng cái nào cứ alo em ha. Còn bên này thì anh em đã chốt luôn trong đêm nay rồi. Anh này thì hơi nhiều, anh này là 3 con áo 165. Anh Bùi Tất Thắng, cảm ơn anh nhiều nha anh Thắng. Anh này thì số điện thoại này đó. Bữa nay ha, anh này là anh Thạch hả? Bữa nay đi review các anh ủng hộ em luôn này. Đấy, cho các anh lên màn hình luôn nha. Anh đã cho địa chỉ với dễ thương. Hai anh cho địa chỉ luôn. Ba anh luôn. Mấy anh này thì có Zalo. Mấy anh này có Zalo hết rồi. Nay cũng được chừng ngày đơn, nhưng mà bây giờ là anh em mai em mà có chốt được đơn kịp thì em chốt, còn không là em gộp đêm mai một bữa nữa là mình cho đi đơn luôn nha anh em. Mình sẽ đi đơn ngày mai, hai ngày gộp một lượt luôn ha. Rồi em xin cảm ơn tất cả anh chị em. Mình ưng cái mã nào thì cứ alo cho em để chốt mã đó nha anh em. Em xin chào, chúc anh em ngủ ngon. Nếu như mà anh em mà chốt quá 10 giờ thì em không bắt máy nữa. Anh em chịu khó để lại tin nhắn qua cái số điện thoại giúp em nha. Số điện thoại là 0911 337 139. Em sẽ ưu tiên cho số điện thoại trước, còn anh em mà gọi điện gì nhắn tin qua Zalo là thứ hai. Rồi em sẽ trả lời và chốt trật tự từ đầu tới cuối cho anh em rất là công bằng. Em xin cảm ơn, chúc anh chị em ngủ ngon nhé.